cân giật ni lông để chạy về phía khu vực cầu Chợ Mai, chợ Năm Phố đây. Bên kia làng Lại Thế, Phú Thường, bên này Vị Già bà con. Con đường này hoàn toàn mới, giống như khu quy hoạch đô thị của khu vực Vị Già, thẳng ra ngay cầu Lại Thế là đường Phạm Văn Đông luôn. Và bây giờ đường xã kênh rạch sông nhỏ, nơi mà dòng chảy lưu thông nước các cái sông nhỏ từ sông Nhĩ về sông Phố Lợi, người ta đã làm đường xây lề lối bờ kè vững chắc hết cả. Đây là đường Nguyễn Minh Vị, phường Vị Già. Ở bên kia là đình làng Lại Thế. Ngay đây có cái cầu bắc ngang qua sông nhỏ này, có tên là cầu Ông Thường. Đó, bên kia Lại Thế, bên này Vị Già đó. Đó, từ đường này đi thẳng ra Nguyễn Minh Vĩ là ra đến cầu Lại Thế và giao nhau với đường Phạm Văn Đồng. Và đây là bắt đầu đường Thánh Tịnh song song với đường Nguyễn Sinh Cung. Trưa hè ói ạ, tre ông lạc. Có khoảng tre ông lạc. Yên Vui xin chào tất cả bà con. Trên này Huế cũng đang nặng 35-36 độ C ngày 13 tháng 8. Em đưa bà con thăm làng thăm xóm Huế ngày nay tại phường Vị Già. À, đây là ngã ba đường Tùng Thiền Vương, Thánh Tịnh, Tùng Thiền Vương ra hướng Nguyễn Sinh Cung, gần về khu vực chợ Vị Già đó. Đất đai vườn tược ở đây còn nhiều ghê. Nay mai bà con về đây sinh sống làm việc ở đây nữa thì chắc là đẹp lắm, vì nơi nơi đều mở đường, mở kênh rạch đó bà con thấy đó, người ta đều làm những cái đường sống bờ kè đồ, dòng chảy lưu thông cũng như đường xã vòng mở. Nên mai người ở chắc cũng về đây cũng đông. Đây chờ Vị Già trên này. Chờ Vị Già. Chờ vô chờ mặt đi qua đường nóng hổi. Vô đường chờ bên chờ đấy, mặt rơi lắm. Và lần đầu đi bên chờ Vị Già này, rồng ghế chưa, đường sống chờ đấy. Bà con ở bên cạnh đó, nhà cửa cũng xoay mặt ra hướng chờ, kinh doanh buôn bán bên đi chờ, bên đi nhà ở. Đây là cái kiệt đấy, việc này thông luôn với sống luôn. Rồi là cua, được cua. Chà mẹ ngồi bạn sướng chứ, những ngôi nhà ở bên cạnh chờ thì chỉ thấy chờ có năm sụp hàng thôi. Ô chà, cuối chờ, cuối chờ. Sau lưng là sông Hương, nhìn qua bên con hẻm đó. Hãy subscribe.
hết à, mày o mày di đang chờ hoạt động nhảy à. Đây không biết nay mai có phát triển phía sau chờ đi không, có đường đi không chứ. Đây bà con thầy nhìn qua bên con hẹn đó, con hẹn đây là chờ vì già đây, cái câu dân người dân đi qua con đó, câu phụ lúc phía sau chờ. Úi chà đó. Dạ, yeah. Cá lóc à, cá lóc à. Ừ. Mua hai cá lóc thả giùm với tôi chứ. Di tưởng đi thả cá phóng sanh hả? Mua cá lóc phóng sanh. Đó, chờ vị già đó bà con nha. Vậy là giờ này là giờ chờ trưa rồi. À dạ không. Dạ. Yeah. Thăm chợ. Giờ này chẳng có chi ăn không? Trưa rồi. Hơn 11 giờ trưa rồi. Cái bà con đi chờ từ phía sau. Em thì cũng không kịp đi review ẩm thực chờ lắm nhưng mà thăm chờ thì cũng hay đi. Đó, các gian hàng này từ đây không ra được. Đây là một tấm chờ đó. Bạn được làm bắt giả. Về đi chờ mẹ. Chờ. Chờ vì già. À cha vốn chờ mặt quá. Đi ngoài là 35, 36 đồ, 37 đồ xe. Vô chờ cho nó nhiều đi. À, đây là trung tâm chợ. Có lầu. À, mặt trước ra phải mặt trước luôn. Đây những tiềm vàng bạc đá quý. Đó, đường người sinh tung. À. Đó thì cũng có một vòng. Nhà cầm bùi à? Cầm bùi. Sắp hết rồi hả? À, cơm trưa hả? Cơm gà thôi. Cơm đó, cửa hàng bằng cơm trưa cho bà con tiểu thương chợ. Ui cha, ui cha, có đường đi không? Có. Cho em đi cả. Mua cái món chi chứ? À, mua cơm bùi. Dạ hết rồi. Dạ dạ dạ. Ăn còn bụng tính. Dạ dạ. Đây ẩm thực đây. Đây là khu vực chợ. Nhà bụng bò giờ này còn nhiều ngon hả? Ừ, tổng quan khu vực chợ đây. Em đi bà con tưởng đâu mua đồ là dễ thiếu khắp luôn đó. Ừ, chờ cái hàng mộng. Dạ con đi mua cá. Dạ. Chờ rồng lắm đó. Bây giờ đi đi là bà con với đi học chờ rồi chân thôi. Về đi con. À, dạ chờ. Ừ, chờ vì già này. À, nhiều gian hàng lắm đó. Này ngồi ngủ luôn là tôi chứ. Giờ trưa rồi. Ăn uống xong rồi trưa. Dao kéo. Đúng chờ đồ vật. Chà thơm với chua.
con chờ thú vị đấy bà con. Tôi ai cũng mà từ đó khách hàng đến mua hàng chào mời gọi nhưng mà không thể mua hết được. Hàng thịt, hàng cá, hàng rau, hàng quả, hàng chè chảo, đó là chợ. Chờ video mọi người nhé, chúng ta có vòng thăm chờ đó. Trưa nay về cả là gắt nắng, cũng may có như đầm máy cho nên tôi cũng úi á, đang nhiều phiêu với nó cũng nhiều đi, không có gắt lắm đó. Chờ đường phố Nguyễn Sinh Cung hướng lên trung tâm. Đó nắng này, ôi là lúc nắng đó. Sau là dòng sông, nhìn qua cầu hến, mặt trước là đường phố. Đó, về thông vị thì cũng là vùng đất khá là mát mẻ, có sông nước bao bọc. Bên này thì sông Hương, qua bên Phạm Văn Đồng, bên kia thì có dòng Như Ý. Qua bên phía dãy cuối đường Hà Mặc Từ chạy dọc về. Đường có những dòng sông bao bọc. Lúc này nắng chang chang luôn đó, lúc ui lúc rực nắng. Lúc này là 12 giờ trưa, hàng chị em vô chờ mà vặn vào đó bà con. Đập đá, bên kia có đường đi bộ ven sông Như Ý. Còn ở đây bên sông, bên đập đá nè, bên đó người ta đang làm ốc, bên dưới người ta đang làm ốc bạn đó, những con đò. Rồi bên đi có cái nhà hàng khi mà chưa hoạt động. Xuân, chắc đợi mùa xuân quá. Đường đi bộ ven sông Như Ý, khả năng cùng cuối năm nay mới hoạt động. Thì cũng đang làm thì ở bên dưới. Cũng đang chặn lại không cho dòng xe qua lại phía bên trong này, công trình người ta đang thi công. Đó, và lan can đường lạc đá đi bộ bên trong đây là một khoảng không gian trống vào phía bên trong công trình nhà ở của bà con này. Năm xưa là dòng sông bên này, bây giờ là không gian đi bộ.
rồi hàng quán ở đây cũng còn những cái view đẹp. Vô tình thu hút được khách du lịch, rồi nhiều lượt khách đi giới trí, họ view đẹp cho bà con. Đó, với những cái resort, nhà hàng đang mọc lên. Theo công trình đó, từ mặt hậu bây giờ ra mặt tiền thì sẽ thu hút đó. Bờ phía đường đi bộ thì có lan can vững chắc. Tiếp tục là công trình, người ta sẽ làm râm lê sạc vào về khu vực nhà dân thì sẽ thông ra phía bên ngoài này, đường đi bộ sẽ thông thoáng, nhìn được mọi nơi đó. Wow, đây đúng là kịp tiền đồ. Với đường đi bộ thì người ta làm kiểu như là khách sạn với sọc chỉ bằng đó này, khu nghỉ dưỡng này, đó những cái mây vàng trong vườn lộ ra, những mái nhà trồng lấp của kiến trúc Thái, kiến trúc Nhật ngày nay cũng được đưa vào các công trình nhà ở ven sông rất là đẹp. Đó là đường đi bộ ven sông thì sẽ thẳng tới khu vực cầu Vĩ Dạ. Và đang tiếp tục công trình thì là từ cầu Vĩ Dạ làm về hướng cầu Vương Dương. Bên đường Nguyễn Lộ Trạch, bên này là đường Nguyễn Công Trứ đó. Đó, trời ơi, view. Bên kia đường Hà Mặc Tự là những ngôi nhà hàng, nhà ở bà con bây giờ nổi bật lên khi mà đi song song, nhìn đối diện với dòng sông. Cảnh vật quá đẹp luôn. Dòng sông yên ả, trưa nay có vài ngọn gió làm cho mặt sông lấm tấm gần sóng. Hệ thống thoát nước rồi từ trong phía nhà dân đi ra là còn thêm một công đoạn nữa là râm lê mặt bằng lên, rồi có thể là những hàng cây cũng được phạt dòng thì sẽ lộ ra được những cái mặt nhà rồi cảnh quan nó tạo nên cái sinh động được. Đó, còn hiện tại bây giờ như vậy đó bà con này. Đó, hàng quán này, đẹp chưa? Ngồi nhìn view sông, sáng trưa chiều tối, quên đi, xua đi, mệt mỏi, công việc lao động. Mỗi ngày sáng ra đi thư giãn, chiều ra đi thư giãn. Với view sông, ở Huế bây giờ là rất nhiều view để bà con thư giãn đó. Đó đây quảng xã thông ra thông vào vậy nhà dân đó. Đó bên này có những ngôi nhà Pháp, kiến trúc Pháp, rồi bà con làm những cái nhà hàng bán cà phê, quán cà phê song xanh đã lâu năm, rất nhiều bà con anh chị cũng đã biết. Đó, nhà kiến trúc của Pháp thời xưa đó, bây giờ không ở nữa, dành kinh doanh, làm kinh doanh ngồi khách ngồi trong ngồi ngoài, không gian xưa là chi đều có cả.
kinh doanh kinh tế cái đã. Ờ thì mua đất khác ở nơi này để kinh doanh. Mặt đất vàng đó, mặt đất bào ra tiền đó, không gian nơi đây giải tỏa đi mảnh ngôi nhà. Công trình hồi xưa có những cái quán hàng có tiền như bún bò, đập đá, phở, hàng ăn quán uống đó. Đây mặt tiền mà bà con đều sử dụng kinh doanh, bây giờ được giải tỏa di dời đi nơi khác rồi để công trình làm phố đường đi bộ đó. Nay mai sẽ có thành phố đẹp khi mà đèn điện người ta chỉnh trang, đưa đèn điện rồi nhiều thứ vào nữa thì sẽ mới hoàn toàn khu vực này. Tết sông Hương, nhưng ngày này thì luôn có những cái chiếc thuyền rồng từ Điện Huệ Nam về các cái bến sông, khi thuyền đi ngang lễ hội Điện Hồng Tràng tháng 7 đó, bài thiệt cha nên cũng vang vòng tiếng hầu vắng trên sông đó bà con. Wow, đường Lê Lợi trưa nay. Vậy là chúng ta có một vòng thăm Visa chờ thôn xóm Visa ngày nay, cũng như các tuyến đường phố đang được dừng xây dần dần đổi mới tại khu vực thành phố Huế. Bên sông Như Ý cũng như bên sông Thương. Dạ, hy vọng bà con cũng phải vui cùng vì xem video. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Thì xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Dạ. Và đồng thời để theo dõi nhiều video mới em cập nhật những hình ảnh về Huế, bà con biết nhiều hơn. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại bà con.